Đi thi văn nghệ mà thiếu người, nhờ cô em gái lên phụ họa. Ai ngờ em bé chiếm luôn spotlight, khiến cả trường vỡ òa. Đoạn video đường quay lại trong một tiết mục văn nghệ tại trường học nọ. Theo đó, ba nhân vật chính đang trình diễn trên sân khấu, bao gồm hai chị lớn và một cô em bé xíu. Điều đáng nói, dù tuổi còn nhỏ, lại tới một môi trường xa lạ với toàn các anh chị, cô bác lớn tuổi. Nhưng cô bé nhỏ vẫn vô cùng tự tin, không hề sợ sệt mà quẩy nhiệt cùng hai chị không trượt nhịp nào. Không chỉ một bài đâu nha, mà xuyên suốt tiết mục dài gần 2 phút, hàng loạt các bài nhạc được mashup liên tiếp. Nhưng cô bé đều vô cùng tự tin, bài nào cũng thần thái ngút ngàn, khiến hai cô chị lùa mờ theo. Màn biểu diễn của cô bé khiến cả trường vỡ òa, vỗ tay và reo hò không ngớt. Còn đây là khung cảnh trong một đám cưới nọ. Được biết cô dâu là giáo viên dạy nhảy nên đã có màn vũ đạo dành tặng chú rể cùng quan khách tham dự hôn lễ. Đặc biệt nhất là khoảnh khắc khi bài nhạc quen thuộc nổi lên, một cô bé nhỏ xíu mặc váy màu đen đã lao lên sân khấu, hòa nhịp cùng cô dâu và vũ đoàn một cách vô cùng chuyên nghiệp. Dancer nhí này đã tỏa sáng và gây chú ý hơn cả cô dâu vì sự năng động và đáng yêu của mình. Oh my God! Chúc các bé sẽ giữ được đam mê và tiếp tục phát huy tài năng của bản thân cũng như tỏa sáng theo cách riêng nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những câu chuyện thú vị hàng ngày.